Rồi, hello các bạn, mình kênh Biếm Chẳng Xuyên, của mình tiếp tục làm video mới nha. Vẫn game Robot Joe của SL game Balloon Boy. Rồi, đầu tiên mới vô mình sẽ đi là game Robot Joe trước. Ở phần sân dưới sử dụng nhân vật giá bệt đi perfect. Sau đó mình sẽ đi game Balloon Boy sau. Ok, thank you bạn, bây giờ mình sẽ vô game. Snag a room, talk to Birom.